các bạn, mình xin giới thiệu đây là những cây cát tem, cây con nhưng mà hàng tem chứ không phải hàng sổ số. Đây là ý là những cây cát mà dạng bông gieo hạt, không phải gieo hạt các bạn, hàng tem có nghĩa là hàng cái đỉnh sinh trưởng từ cây mẹ ra nên gọi là cát tem các bạn ha, cát tem mà cây con. Thì cái tem cây con này là những cây chọn lọc từ những cây hoa đẹp bên Thái Lan, có tên đầy đủ và hoa nở ổn định đẹp nên họ kết cái mô ra những cây cát như bây giờ. Thì trước đây thì Mai Quy có bán là những cây cát con đủ màu sổ số, thì hoa của nó nở ngẫu nhiên, nó được gieo hạt từ những cây nổi tiếng. Nhưng đây là cây từ cái đỉnh sinh trưởng, có nghĩa là họ gieo hạt, họ cấy từ cái cây hoa đẹp, tức là hoa nó sẽ giống như cây mẹ, cây con giống như cây mẹ chứ không phải là cây hoa ngẫu nhiên như lúc trước nữa. Thì những cây cát này nó có giá trị hơn so với những cây cát sổ số. Thì những cây cát này Mai Quy đang bán là bán lẻ, thì bán cứ lựa trên cái mâm này là lấy bán thôi chứ không có lựa màu. Nhưng những bạn nào muốn mua thí dụ như là 50 cây một màu, 50 cây một màu đẹp thì Mai Quy sẽ lựa cho các bạn giống màu. Tức là mua số lượng lớn thì sẽ lấy màu, còn chúng ta mua ít thì cũng sẽ lấy ngẫu nhiên. Nhưng mà muốn nhấn mạnh lại là cây cát này qua nó sẽ đẹp vì nó giống cây mẹ các bạn ha. Thì chúng ta mua về cây này thì chúng ta cứ trồng thành vô chậu 14 hay 16 là bình thường thôi. Rất là dễ dàng tại cây nó cũng đã khỏe mạnh sẵn rồi. Các bạn có nhu cầu mua hàng nhớ vào trang web siêu thị hoa lan.com để mua hoặc là gọi điện bên công ty mình nhé. Cảm ơn các bạn nhé. Xin chào.